Hello, xin chào cả nhà, lại là mẹ bò bò ngầu của kênh Baby Kubo Home đây. Ngày hôm nay chúng ta lại làm tiếp tục một cái món đơn giản nữa mà chắc chắn là các bạn sẽ nghĩ là phải làm lách ca lách cách. Đó chính là đậu hũ, hay còn gọi là đậu hũ trứng, các món hay mà bỏ ở trong lẩu hoặc là mình chiên lên đó. Nào, cùng bắt tay làm thôi. Nguyên liệu cực kỳ dễ tìm kiếm đó chính là 4 trái trứng gà nè, sau đó là 30g bột bắp. Thì 30g nó sẽ gồm giống như là một cái muôi để múc canh giống như thế này là 30g đó. Tiếp theo là 2 hộp sữa hoặc là tương đương với lại 300ml sữa đậu nành. Cả nhà có thể mua dạng hộp, dạng bịch, hoặc là đi ra chợ mua một cái bịch người ta vắt sẵn về thì là tốt nhất. Rồi, cùng bắt tay vào thực hiện nhé. Đầu tiên chúng ta hãy đập 4 trái trứng ra. Và nhiệm vụ thì còn cái gì khác ngoài là phải đánh đều lên, đúng không cả nhà? Mùi trứng rất là thơm, và đặc biệt khi vào các món hấp á, nó sẽ càng thơm hơn. Tự nhiên nghĩ đánh trứng này giống như là bánh flan vậy đó cả nhà. Không biết cả nhà có ai thích ăn bánh flan hay không thì hãy comment xuống bên dưới, thì chị bầu sẽ tìm cách có một cái công thức thiệt là đơn giản cho cả nhà nhé. Bây giờ mình sẽ dằn bằng một chút xíu muối để cho nó càng ngày càng đậm đà hơn. Rồi đánh đều thiệt là đều nha, không có cần phải lo là nó có bị rỗ hay không đâu. Cứ đánh miễn sao cho tất cả cái hỗn hợp này nó hòa quyện trộn đều với nhau, không cần phải tách riêng lòng đỏ và lòng trắng. Mình cứ đánh và cứ thế là đánh thôi. Mấy ngày hôm nay mua được thêm mấy cái chén bát dễ thương dễ cưng nên được cả nhà khen quá trời, chị bầu cảm ơn thiệt là nhiều nha. Tiếp theo là bắt bếp lên, sau đó cho 300ml sữa đậu nành vào và mình sẽ hâm nóng. Hâm nóng nha, chứ không phải là nấu cho sôi sùng sục lên đâu, mà chỉ ấm ấm thôi. Nếu mà nó chín quá thì nó sẽ làm chín luôn trứng của chúng ta, nên khi mà mình rờ mình cảm thấy nó ấm ấm á là lúc đó đã ok rồi. Mình cho vào đây 300ml, 2 hộp thì mỗi hộp 180ml, thì cả nhà cứ canh canh sao cho còn chừa lại khoảng tí xíu xìu xiu khoảng 50ml là được rồi. Mình khuấy đều và sau đó mình sẽ cho bột bắp vào để khuấy. Và đừng có chờ cho đến khi cái hỗn hợp nó nóng thì mình mới cho bột bắp vào nha cả nhà, mà phải cho vào lúc mà cái sữa nó còn lạnh á, thì lúc đó bột bắp nó mới hòa quyện được chung với lại sữa. Còn nếu mà khi mà sữa đã nóng rồi á thì nó sẽ bị vón cục và bị ốc. À quên dặn một cái điều quan trọng nữa, đó là khi mà chúng ta hâm sữa thì luôn luôn phải khuấy nha cả nhà, không thôi là cái sữa nó sẽ đọng ở bên dưới và nó khét luôn á. Đây, sau khi đã hoàn thành rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đổ cái sữa này vào trứng. Đừng có đổ ngược lại là đổ trứng vào sữa, nó sẽ rất là nhanh chín. Có một lần mình đã làm fail rồi cho nên là nói cho cả nhà nghe để rút kinh nghiệm. Chúng ta sẽ đổ từng muỗng sữa vào và cũng khuấy đều, đổ đến đâu thì khuấy đến đó nhẹ 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 nhẹ, và đặc biệt nhớ nha, theo một chiều thôi, không thôi là lát nữa rất là dễ bị rỗ đấy. Cái hỗn hợp này bây giờ đã đều rồi và chúng ta sẽ tiến hành bỏ vào khuôn. Được cả nhà nhắc nhiều cho nên bây giờ nhớ rồi, không có dùng đồ nhựa nữa mà dùng một cái khuôn bằng thủy tinh. Và quên mất một cái bước quan trọng, đó là phết một cái lớp dầu ăn. Lát nữa ta nói nó dính tùm lum, nhưng mà không có sao. Quan trọng là cái bước này, đó là chúng ta phải lọc, lọc để cho những cái mà nó chưa có kịp tan á nó sẽ giữ lại. Cái rây thì ở dưới nhà mà lười quá không thèm đi xuống, cuối cùng đành phải rửa sạch một cái rổ. Tuy nhiên là cái mắt của nó cũng khá là khít cho nên cũng có thể làm thay thế nhiệm vụ của cái rây. Trời ơi, mình thông minh quá. Cho cái khay của chúng ta lên trên để tiến hành hấp nhé cả nhà. Nếu mà cả nhà có một cái nồi hấp thiệt là to thì quá tuyệt vời rồi. Còn cái nồi mini này của mẹ bầu thì nó hơi bị nhỏ một tẹo. Mình sẽ phủ một cái lớp khăn bên trên để tránh cho các nước nó bị rớt xuống. Và đây, ten ten, sau khoảng 20 phút thì đã chín rồi. Mình đợi nguội. Cái lỗ đó là do lấy cái dao á chọt vô để coi nó chín chưa. May quá chín. Cái mặt bên trên thì khá là mịn, không biết cái mặt ở cái bên thì sao. Tuy nhiên là mẹ bầu nhìn qua thì thấy cũng còn một số các cái li ti. Mẹ bầu nghĩ chắc chắn là do cái lò này nó chỉ có hai chế độ, chế độ 1 và chế độ 2, lửa to và lửa to quá. Thế là rổ ơi là rổ, cả nhà nhớ chỉnh thiệt là nhỏ lửa thôi nhé, để cho cái thành ở bên cạnh nó cũng mịn căng, giống như là đậu hũ trứng mà mình mua ở ngoài cửa hàng. Bây giờ thì phải lấy dao để rọc rồi. Ban đầu không có phết dầu mà, cho nên bây giờ bị dính tùm lum. Cả nhà nhớ rút kinh nghiệm cái này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày ra dĩa xem là các em ấy nhìn nó có núng na núng nính không nào. Và đây là thành phẩm. Tuy nó chưa có được mềm nhũng giống như là cái mà mình mua ở ngoài hàng, tuy nhiên cái mùi trứng rất thơm, mùi sữa đậu nành cũng rất thơm. Và nhìn cái hình thù bên ngoài thì cũng có vẻ giống giống cái mà hay dùng để ăn lẩu rồi. Chúng ta có thể sử dụng để bỏ vô lẩu nè, hoặc là ăn bình thường, hoặc là đơn giản giống như mẹ bầu là sẽ cho vào trong bột chiên giòn để chúng ta chiên giòn rụm rụm rụm. Lát nữa có thể ăn không cũng được, ăn với mayonnaise và tương ớt cũng được. Một món ăn xế cũng rất là đơn giản phải không? Bây giờ mình sẽ pha theo công thức. Thì cái bịch bột này á, nó là một muỗng bột thì đi với lại một nửa phần nước. Khuấy 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 lên để cho nó đặt lại với nhau. Và chúng ta sẽ bắt đầu áo qua cái đậu hũ
để đem chiên nhé. Hộp bột này cả nhà muốn nó béo hơn thì có thể pha thêm vào một trái trứng gà, hoặc là có thể cho thêm hành lá nè, ngò rí vào thì lại càng cực kỳ ngon hơn nữa. Ôi, tất cả mọi thứ đều đã ở tủ lạnh ở dưới nhà rồi, mẹ bầu rất là lười để đi xuống. Nên thôi, có gì cho vào đó, chỉ có riêng bịch bột chiên giòn với lại nước thôi, pha vào với nhau. Bây giờ cho dầu ăn vào và đợi đến khi dầu sôi già thì chúng ta sẽ cho vào để chiên từng cục như thế này. Lót ở bên dưới là một cái muỗng để cho dễ múc nha cả nhà. Nếu mà lát nữa mình dư bột á thì mình có thể chiên riêng bột. Cái bột chiên giòn này mà ăn riêng á cũng rất là hấp dẫn và rất là ngon. Cái mùi của cái bột này nó thơm lắm cả nhà. Thơm giống như người ta có bỏ vào một chút xíu vani hay sao á, kiểu hấp dẫn kinh khủng và nhớ ngay đến là chuối chiên. Rất là ngon luôn ha. Hôm nào mình cùng thực hiện chuối chiên nữa chứ hả? Thanh, vậy là món ăn vặt ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Đó là đậu hũ trứng lăn bột chiên giòn. Nghe cái tên thôi đã thấy hấp dẫn rồi hen. Hãy chuẩn bị cái nước chấm thần thánh, đó chính là mayonnaise pha với lại tương ớt. Rồi chúng ta hãy cùng xơi thôi. Cái cảm giác bên ngoài nó rụm rụm mà bên trong nó nóng giòn, ăn thích ơi là thích. Và đặc biệt là khi chấm với lại nước sốt á, cảm thấy giống như là ôi chân trời mới đây rồi. Chúc cả nhà thành công với cái món đơn giản này nhé. Bye bye và hẹn gặp lại nha.